sáng ngày 27 tháng 4, quận Ngô Quyền tổ chức lễ khánh thành trung tâm chính trị hành chính tại lô 26A, khu đô thị mới ngã 5, sân bay Cát Bi và khai trương trung tâm điều hành thông minh quận. Tới dự lễ khánh thành có các đồng chí Lê Tiến Châu, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Đỗ Mạnh Hiến, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Phạm Văn Lập, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố, các Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, các Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố, nguyên lãnh đạo thành phố và quận Ngô Quyền qua các thời kỳ. Phát biểu tại lễ khánh thành, đồng chí Nguyễn Đức Thọ, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố ghi nhận và đánh giá cao nỗ lực, sự chỉ đạo quyết liệt của Quận ủy, Ủy ban Nhân dân quận Ngô Quyền cùng sự phối hợp chặt chẽ, hiệu quả của các sở, ngành, nhà thầu để công trình thi công hoàn thành đúng kế hoạch tiến độ, bảo đảm chất lượng. Công trình đưa vào hoạt động không chỉ đáp ứng mong muốn, nguyện vọng của các thế hệ cán bộ, công chức, viên chức quận Ngô Quyền, đây còn là biểu tượng mới về hiện đại, thống nhất, hiệu quả, hướng mục tiêu xây dựng nền hành chính công thân thiện, phục vụ. Đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố đề nghị sau lễ khánh thành, Ủy ban Nhân dân quận Ngô Quyền tập trung hoàn thiện các thủ tục, quyết toán công trình theo đúng quy định, xây dựng nội quy, quy định quản lý, sử dụng trụ sở đúng mục đích, tiết kiệm, văn minh, hiệu quả với mục tiêu trở thành đơn vị kiểu mẫu về môi trường làm việc xanh, sạch, đẹp, nâng cao hơn nữa sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp trên địa bàn. Báo cáo tại lễ khánh thành, đồng chí Cáp Trọng Tuấn, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân quận Ngô Quyền thông tin. Trung tâm chính trị hành chính quận Ngô Quyền được khởi công từ tháng 1 năm 2021. Sau 22 tháng thi công, công trình hoàn thành trên khuôn viên rộng 13.600m2 với điểm nhấn là tòa nhà làm việc, cơ quan quận ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân quận cao 9 tầng, diện tích 1.430m2, bảo đảm để hơn 250 cán bộ, công chức, viên chức và người lao động làm việc thường xuyên. Bên phải tòa nhà là trung tâm hội nghị quy mô 2 tầng, diện tích 1.150m2. Trước tòa nhà làm việc là quảng trường rộng với hệ thống cây xanh, thảm cỏ, bồn hoa, hệ thống đài phun nước, tạo cảnh quan sáng xanh, hiện đại, thân thiện. Đặc biệt, Trung tâm Chính trị Hành chính quận mới được lắp đặt các thiết bị đồng bộ, thông minh, hiện đại và có tính tương tác cao như Trung tâm Điều hành thông minh, Bộ phận Một cửa hiện đại, các phòng họp số, góp phần nâng cao chất lượng các dịch vụ hành chính công, phục vụ người dân, doanh nghiệp. Đồng thời, góp phần chỉnh trang, phát triển đô thị, tạo điểm nhấn kiến trúc đô thị thành phố. Tại lễ khánh thành, nhân dân và cán bộ quận Ngô Quyền vinh dự nhận cờ thi đua của chính phủ về thành tích hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác, dẫn đầu phong trào thi đua của thành phố Hải Phòng năm 2022. Nhân dịp này, quận Ngô Quyền chính thức khai trương trung tâm điều hành đô thị thông minh quận. Trung tâm được quận phối hợp Viettel Hải Phòng khởi động xây dựng từ tháng 5 năm 2022, có 5 hệ thống chính: hệ thống báo cáo kinh tế xã hội, hệ thống camera giám sát, hệ thống quản lý quy hoạch đất đai, hệ thống xử lý văn bản và theo dõi nhiệm vụ, hệ thống phản ánh hiện trường, cùng với bản đồ số tạo nên một chỉnh thể dữ liệu số thống nhất, được coi như bộ não số của quận Ngô Quyền với khối lượng lớn thông tin, dữ liệu phục vụ công tác quản lý, điều hành hoạt động kinh tế xã hội trên địa bàn.